Xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMag Việt Nam và đây là Tech Menu. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những smartphone mới ra mắt. Tuần cuối cùng của tháng 7 đã sắp kết thúc và khá thú vị khi trong những ngày này, nhiều hãng di động có tiếng tăm lớn trên thị trường đã tung ra những quân bài chủ lực mới của họ ở nhiều phân khúc khác nhau, giúp làm đa dạng hơn thị trường di động vốn đang ngày một sôi động và khó đoán như hiện nay. Trong tuần này thì đã có tới 3 cái tên mới chào sân thị trường di động và tới 2 trong 3 mẫu điện thoại trên sẽ được định vị ở phân khúc flagship. Đó là Moto Z2 Force của Lenovo và Meizu Pro 7 của Meizu. Trong khi đó thì mẫu Mi 5X của Xiaomi sẽ tiếp tục xâm chiếm phân khúc tầm trung vốn đang rất thành công của họ. Đầu tiên chúng ta hãy nói về chiếc Lenovo Moto Z2 Force. Đây chính là chiếc điện thoại cao cấp nhất mà Motorola và Lenovo giới thiệu trong năm nay và là phiên bản kế nhiệm cho chiếc Moto Z Force đầu tiên ra mắt vào năm ngoái. Moto Z2 Force vẫn đem đến thiết kế siêu mỏng với độ mỏng đáng kinh ngạc chỉ 6,1mm mà thôi ở điểm mỏng nhất, tức là nó sẽ dày hơn so với người tiền nhiệm của nó gần 1mm, nhưng như vậy là quá hợp lý bởi thiết bị kế nhiệm đã được tăng dung lượng pin lên một chút. Moto Z2 Force sở hữu thiết kế nguyên khối cùng chân kết nối 16 pin ở mặt lưng để tiếp tục tương thích với bộ phụ kiện Moto Mode của dòng sản phẩm này. Về phần cứng thì Moto Z2 Force sẽ được trang bị các thông số chính như sau: màn hình 5,5 inch Quad HD với lớp phủ chống vỡ Shutter Shield, RAM 4 hoặc là 6GB, bộ nhớ trong 64 hoặc 128GB, camera kép 12MP, khẩu độ 2.0, hỗ trợ lấy nét theo pha và laser, camera phụ 5MP, vi xử lý Snapdragon 835, pin thì là 2730mAh, hệ điều hành Android 7.1.1. Nhìn chung thì việc lặng lẽ ra mắt chiếc flagship mới nhất của mình là một bằng chứng cho thấy Z2 Force chỉ như một bản làm mới nhẹ của chiếc Z Force đầu tiên mà thôi. Thiết bị sẽ có giá bán khởi điểm từ 720 USD tại Mỹ, tức là khoảng hơn 16 triệu đồng. Tiếp theo đó chính là chiếc Meizu Pro 7. Đây là thiết bị cao cấp nhất trong năm nay mà hãng di động Trung Quốc ra mắt và là phiên bản kế nhiệm cho chiếc Pro 6 đã ra mắt cách đây tròn 1 năm. Tuy nhiên thì khác với chiếc Z2 Force ở trên thì chiếc Meizu Pro 7 lại được ghi nhận tích cực hơn nhờ trang bị nhiều thứ mới mẻ hơn hẳn so với người tiền nhiệm, từ thiết kế bên ngoài đến các chức năng đi kèm. Cụ thể thì Meizu Pro 7 là chiếc flagship hiếm hoi trong năm nay được trang bị thêm một màn AMOLED cảm ứng phụ ở phía sau lưng bên dưới cụm camera kép và được trang bị một số chức năng nhanh để người dùng tiện truy cập mà không cần phải mở màn hình chính, như là nghe nhạc, xem giờ hay là selfie vân vân. Qua đó thì không cần phải mở màn hình chính để tiết kiệm pin hơn. Về phần cứng thì chiếc Meizu Pro 7 được phát hành bao gồm hai mẫu Pro 7 tiêu chuẩn có màn hình 5,2 inch Full HD và Pro 7 Plus với màn hình 5,7 inch Quad HD. Bên cạnh đó thì mẫu Meizu Pro 7 Plus cũng có dung lượng pin cao hơn là 3500mAh so với con số 3000mAh trên chiếc Pro 7 tiêu chuẩn. Các thông số kỹ thuật còn lại thì hoàn toàn giống nhau, bao gồm camera kép 12MP gồm một ống kính đơn sắc và một ống kính màu, cảm biến ảnh Sony IMX386, camera phụ 16MP và vi xử lý tùy chọn gồm MediaTek Helio P25 hoặc là X30, RAM lên đến 6GB, bộ nhớ trong lên đến 128GB, pin hỗ trợ sạc nhanh M-Charge 4.0, hệ điều hành Android 7.1 với giao diện Flyme OS 6, DAC Hi-Fi cùng jack tai nghe 3.5mm. Với những đặc điểm đó thì có thể thấy bộ đôi flagship mới của Meizu sẽ hứa hẹn tạo nên một cú hích mới về tư duy thiết kế, hoặc đơn giản là giúp hãng khẳng định được sự khác biệt và đủ tốt để trở thành một sản phẩm hot trên thị trường trong thời gian tới. Giá bán dự kiến của thiết bị là từ 430 USD cho mẫu Pro 7 và 530 USD cho mẫu Pro 7 Plus. Thời gian bán ra dự kiến là vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Và cuối cùng trong danh sách smartphone mới nổi bật tuần này là mẫu Mi 5X của Xiaomi. Đây là biến thể tiếp theo của dòng điện thoại Mi 5 được ra mắt lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái. Bên cạnh các mẫu điện thoại cùng tên đi trước như là Mi 5S hay là Mi 5C thì mẫu Mi 5X chính là chiếc Mi 5 rẻ nhất tính đến thời điểm này của công ty. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà thiết bị tỏ ra thiếu hấp dẫn. Đặc điểm ăn tiền đầu tiên trên mẫu Mi 5X chính là thiết kế được trau chuốt với khung kim loại cùng màn hình 2.5D được gia công một cách kỹ càng và viền khá mỏng, ít nhất là trên những tấm ảnh đồ họa chính thức mà công ty vừa công bố. Về phần cứng thì chiếc Mi 5X được trang bị các thông số kỹ thuật rất tốt trong tầm giá, bao gồm màn hình 5,5 inch Full HD, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, vi xử lý Snapdragon 625, camera kép 12MP, hỗ trợ chụp xóa phông, camera phụ 5MP, pin 3080mAh, cổ USB Type-C, hệ điều hành Android 7.1.1 NougaT với giao diện MIUI 9. Nhìn chung thì chiếc Mi 5X sẽ tiếp tục đi theo con đường ngon, bổ và không đắt lắm, vẫn đang làm nên thành công vào thương hiệu Xiaomi trong thời gian trở lại đây, và sẽ hứa hẹn tiếp tục là một lựa chọn sáng giá trong tầm tiền chỉ từ
220 USD mà thôi, tức là khoảng hơn 5 triệu đồng một chút mà nhà sản xuất đã định giá cho nó. Và vừa rồi là tổng hợp nhanh của TechMark về 3 mẫu điện thoại đáng chú ý nhất ra mắt trong tuần này. Và TechMark sẽ tiếp tục đem đến những cập nhật cũng như là đánh giá mới nhất về các thiết bị trên cho các bạn vào một ngày đẹp trời gần đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.